nước này. Hôm qua nó trong trẻo, nó đẹp đẽ như nào. Hôm qua trắng như Ngọc Trinh, hôm nay nhìn này. Chán quá. Hôm nay lên đây là nấu ăn cho các bạn nhỏ nhá. Mọi người thấy quả nhà uy tín không? Hôm qua mưa to thế mà hôm nay nhà vẫn không rong. Phải đi nhóm lửa đó mọi người ạ. Tại vì hôm qua mưa quá, rất là ướt, sợ nay nhóm củi không? Khó, phải đi nhóm củi sớm. Hy vọng là nhóm bếp một lần là được luôn. Giờ vẫn lên đây này. Dịu em à. Ô, các bạn này mập nhỉ. Bạn đây mấy tuổi rồi? Cho bánh nhá. Cho cái này nhá. Chắc khoảng thời gian các bạn cũng nên ngồi, nhưng mà mưa to rồi. Đây vào đây ngồi, tôi đã mưa vào đấy. Ngồi vào đây chơi nhá. Để con đi nấu cần nấu thức ăn nhá. Tôi đang rửa gà để nấu cho các bạn. Còn lạnh quá mọi người ạ. Trời mưa không nước ở đây như là nước nguồn đấy. Nên là lạnh lắm. Nọc bừa gà để nấu mì tôm. Đây là bữa ăn sáng của các bạn nhỏ nhé. Hôm nay nấu ăn sáng. Wow. Đang thái nhỏ ra để nấu mì tôm. Đấy. Không có thớt thái nó hơi khó. Cho dầu ăn này. Phải cho gia vị trước. Phải có mỡ để tí nữa cho xong. Phải được canh trước. Sôi rồi. Nhưng mà để một, cho nó chín kỹ gì nữa. Quynh nó vớt đôi đũa, lại đôi đũa để nấu cho cái đôi kia to quá không đủ. Siêu to khổng lồ. Nó to.
để cho nó chín một tí nữa rồi Quynh sẽ bê ra. Cho chín tí nữa đó, nó hơi dai. Có thêm hai thành viên mới. Có thêm cũng to nữa. Cây này ở đây cho nó đã bị đen. Đấy. Rồi. Nào các bạn ngồi vào đây nhá. Cún ngồi bên này nhá, để cho cô sang bên kia nhá. Sang bên kia một bạn ngồi đây, bạn sang kia. Ừ, các bạn này sang kia. Ngồi lên đây. Đây. Đây cún này ngồi lên đây. Hai tay giỡn chứ ông hả? Chị đạo muốn ăn cho cô nhé. Ừ, muốn ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn mà mà. Ngon không? Có. Ngon mà. Ngon. Vậy ăn đi, ngồi ăn. Ngon. Ăn đi. Ngon.